Liêu trai chí gì? Đậu thị. Nam Tham Phục là con nhà thế gia ở huyện Tấn Dương, tỉnh Sơn Tây. Có một tòa nhà riêng cách nơi ở hơn 10 dặm, cứ hàng ngày cưỡi ngựa qua. Một hôm gặp mưa, trên đường có một xóm nhỏ, thấy một nhà nông dân cổng nẻo, rộng rãi, bèn ghé vào tránh mưa. Người trong vùng vốn đều kính sợ Nam, nên chỉ giây lát đã thấy chủ nhà ra mời vào, thái độ rất khép nép cùng kính. Nam vào nhà thấy rất nhỏ hẹp, khách đang ngồi xuống chủ nhà mới kịp lấy chổi quét dọn qua loa. Kế đấy pha mật làm trà, bưng ra mời. Nam mới bảo ngồi, mới dám ngồi xuống. Hỏi tên họ, xưng là Đình Trương họ Đậu. Giây lát lại dọn rượu làm gà, tiếp đãi rất chu đáo. Thấy có một cô gái tuổi cập kê, bưng mâm dọn chén ngoài cửa. Chỉ thấp thoáng nửa người, khoảng 15-16 tuổi, xinh đẹp không ai bằng. Nam thấy rung động, ngớt mưa chảo về, bồi hồi nhớ nhung mãi. Hôm sau, Nam mang gạo lụa qua tặng để cảm ơn, mượn cớ để làm thân. Từ đó trở đi, thường mang rượu thịt ghé chơi nhà Đậu, cùng nhau ăn uống trò chuyện. Cô gái cũng quen dần, không tránh mặt quá nữa, cứ qua lại trước mặt khách. Cứ Nam nhìn tới thì cúi đầu mỉm cười. Nam càng say mê, cứ 3 ngày phải ghé lại một lần nữa. Một hôm gặp lúc Đậu vắng nhà, Nam mới ngồi chờ hồi lâu. Cô gái ra tiếp khách. Nam nắm tay cưỡng ép, cô gái thẹn thùng dãy giụa chống cự nói: "Nhà tuy nghèo nhưng ta cũng phải lấy chồng, sao lại cậy giàu sang khinh người thế?" Lúc bấy giờ Nam vừa chết vợ, bèn chắp tay nói: "Nếu được nàng thương yêu thì không lấy ai khác." Cô gái đòi phải thề, Nam chỉ tay lên trời thề sẽ chung sống với nhau mãi mãi. Cô gái mới ưng thuận. Bắt đầu từ hôm đó, cứ chờ lúc Đậu đi vắng thì qua gần gũi với cô gái. Cô gái giục: "Hẹn hò riêng tư thế này không thể lâu dài được." Được đoái thương che chở cho, nếu chịu ra ơn cưới hỏi, cha mẹ ắt lấy làm vinh dự, chẳng có gì khó khăn cả, nên lo cho mau. Nam cũng hứa, nhưng lại nghĩ cô gái là con gái nhà nông dân, không xứng làm vợ mình, nên cứ bịa đặt chuyện nọ chuyện kia để khất lần. Gặp lung có người mối tới bàn chuyện hôn nhân với một nhà giàu có, Nam lúc đầu còn ngần ngừ. Kế nghe con gái nhà ấy xinh đẹp nhiều tiền, bèn quyết ý. Cô gái có mang, thúc giục càng gấp, Nam bèn cắt đứt không tới nữa. Không bao lâu, cô gái sinh được một con trai. Đậu tức giận đánh, cô gái kể thật mọi chuyện, lại nói rằng: "Chàng Nam có hẹn ước với con mà." Đậu tha cho, sai người qua nói chuyện với Nam. Nam lập tức chối phát đi. Đậu bèn vứt bỏ đứa bé, đánh đập con gái. Cô gái lén nhờ người đàn bà láng giềng kể lại nỗi khổ, Nam cũng bỏ mặc. Cô gái đang đêm trốn đi, nhìn thấy đứa bé bị vứt bỏ vẫn còn sống, bèn bế lên chạy tới nhà Nam, gõ cửa nói với người giữ cổng rằng: "Chỉ cần chủ nhân nói một câu thôi thì ta không tới nỗi chết. Ông ta không nghĩ tới ta đã đành, nhưng không nghĩ tới đứa bé sao?" Người giữ cổng bẩm lại, Nam cống không được cho vào. Cô gái dựa vào cửa khóc lóc thảm thiết, đến gần sáng thì không nghe thấy gì nữa. Sáng ngày ra xem thì cô gái đã ôm con, ngồi dựa vào cửa chết cứng rồi. Đậu căm hận kiện lên quan, quan cũng cho rằng Nam bất nghĩa, định buộc tội. Nam sợ quá, đem nhiều tiền bạc hối lộ nên được tha. Nhà giàu kia nằm mơ thấy cô gái xõa tóc, bế con tới nói: "Không được gả con gái cho gã bạc tình kia, nếu gả thì ta sẽ giết chết đấy." Nhà giàu lại tham rể giàu sang, rốt lại vẫn gả con gái cho Nam. Đến ngày cưới thì của hồi môn rất nhiều. Cô dâu cũng xinh đẹp nhưng hay buồn rầu, cả ngày không thấy cười. Lúc ngủ chung thỉnh thoảng lại rơi lệ, Nam hỏi gì cũng không đáp. Được vài hôm, người nhà giàu qua nhà Nam, vừa vào tới cửa đã rơi nước mắt. Nam cũng chưa kịp hỏi, vội đi theo vào phòng trong. Người nhà giàu vừa nhìn thấy con gái hoảng sợ nói: "Vừa thấy con gái ta treo cổ tự tử trên cây đào ở vườn sau, người trong phòng kia là ai thế?" Người con gái nghe thấy biến sắc, ngã vật ra đất chết luôn. Nhìn lại thì ra là cô gái họ Đậu. Vội ra vườn sau xem thì quả nhiên thấy người vợ mới đã treo cổ tự tử ở đó. Nam hoảng sợ vội tới báo cho Đậu. Đậu cho đào mổ con gái lên thì quan tài còn mà xác đã mất. Nỗi căm tức trước vẫn chưa tàn, gặp việc này càng thêm đau xót căm hận,
lại kiện lên quan. Quan thấy việc kỳ lạ nên chưa kết tội. Nam lại đem lễ vật rất hậu tới xin đậu bỏ qua. Quan cũng nhận tiền hối lộ của Nam, bèn thôi không xử nữa. Từ đó nhà Nam sa sút, lại vì chuyện quái dị đồn rộng ra, nên mấy năm liền không ai dám gả con gái cho nữa. Nam bất đắc dĩ phải đưa lễ vật tới cưới hỏi con gái tiến sĩ họ Tào cách nhà trăm dặm. Chưa kịp làm đám cưới, lại gặp lúc dân gian đồn đãi là triều đình chọn con gái nhà lương dân để tiến cung, nên những người có con gái đều cho cưới gả ngay. Một hôm có bà già đưa một chiếc xe tới, tự xưng là người nhà họ Tào, đưa cô dâu về nhà chồng. Đưa cô gái vào phòng, nói với Nam rằng việc triều đình tuyển cung nữ đã sắp tới, vội vàng không được chọn lễ, xin cứ đưa nương tử tới đây. Nam hỏi sao không có khách khứa nào cả, bà già đáp: cung có vài món nữ trang trở phía sau. Nói qua loa vài câu rồi đi. Nam nhìn cô gái thấy cũng xinh đẹp, bèn cho chuyện cười đùa. Cô gái cúi đầu cởi dây lưng, cử chỉ giống hệt cô gái họ Đậu. Nam phát sợ không dám nói gì nữa. Cô gái lên giường kéo chăn trùm kín đầu ngủ. Nam cũng cho rằng đó là chuyện thường thấy ở các cô dâu mới, nên cũng không để ý nữa. Đến lúc mặt trời lặn, chiều tối mà người nhà họ Tào vẫn không tới, Nam mới ngờ vực vào giở chăn hỏi, thì người cô gái đã lạnh như băng, tận hơi từ lâu rồi. Nam ngạc nhiên hoảng sợ, không rõ vì sao, bèn sai người tới gấp nhà họ Tào hỏi. Thì họ Tào hoàn toàn không có đưa con gái tới, ai nghe chuyện ấy cũng lấy làm lạ lùng. Lúc ấy có con gái viên cử nhân họ Diêu chết vừa chôn, qua đêm thì mồ bị kẻ trộm đào, phá quan tài lấy mất xác. Diêu nghe chuyện là liền tới nhà Nam thử, thì đúng là con gái mình. Giờ chăn nhìn kỹ thì thân thể bị lột trần truông. Diêu tức giận kiện lên quan. Quan thấy Nam mấy lần làm điều vô hạnh, nên phát ghét, kết tội phá mộ trộm xác, khép vào tội tử hình. Dị sử thị nói: buổi đầu tư thông rồi về sau mới cưới hỏi cũng đã không phải là kẻ có đức rồi, huống chi trước lúc thề nguyện mà ngày sau dứt tình sao? Nghe bị đánh đập ở nhà cũng làm ngơ, nghe tiếng khóc than ở cổng cũng làm ngơ, sao mà nhẫn tâm như thế? Nhưng báo oán như thế thì so ra còn thảm khốc hơn chuyện chàng họ Lý thứ 10 nhiều. Chuyện chàng họ Lý thứ 10 ấy à? Xem phần phụ lục chuyện Vũ Hiếu Liêm.